cha. Đâu? Gì? Quay cái tiền coi. Thì cha. Ừ. Đâu mấy trăm ngàn đâu, mấy trăm ngàn đâu tiền. Mấy. Điếm điếm rồi cho nhiêu tiền? Nè, điếm cho coi. Đấy rồi. Em 1 ngàn đi. Thề nói không. Trèo lên. Một triệu nè, hai triệu nè, ngộ vớt kia thôi lụm luôn, không biết làm sức lại nè, 3 triệu. Biết mấy tiền lẻ luôn bao nhiêu? Ba triệu rưỡi, ba triệu bảy. Bốn triệu. Mày giờ ông cha đó trời. Giờ ông con cắt đi. Để cho cha nha. Bốn triệu hai. Ghê trời. Bốn triệu ba. Bốn triệu ba, đếm ngày nhiều. Đây tiền này hơn nhất à. Bốn triệu bốn. Nhiều nữa à. Ghê, ai cho vậy? 4 triệu 5. Ai cho 100 ngàn ấy? Không biết. 5 triệu. 4 triệu 5 hả ta? 4 triệu rưỡi rồi đó. Gì vậy? Bốn triệu 6. Đóng thì lẻ mày chia bên ngoài, chia không đóng thì biết. 5 triệu cũng nhiêu. Mình tự đếm đi. Sao rồi đó nhiêu. 4 triệu 7 nè. Đục rồi coi. Còn ông kia bỏ ổn lắm nè. Được lấy chưa? Được xanh luôn kìa. Siêu. 120. Bên nó chưa có điếm kìa, bên con gấu kìa. Tao dục nó chưa có điếm. Nó ngoài vậy đó. Nghe hả? Ngoài lẻ kìa. Lẻ nó kìa, nó kìa. Lẻ một đống thằng ngồi chổi tay nó thì bé 20 chục mấy chưa điếm. Chưa điếm á. Nghe hả? Ừ. Lại điếm lại, điếm lại cho anh lên gom lại điếm lại đi. Ừ. Gom lại sắp lại hết trơn đi, 100 ngàn theo 100 ngàn đi, điếm lại. Mày bỏ đi hết chưa? Rồi, có hết rồi. Rồi sắp lại đây con, 500 theo 500, 100 theo 500. Nghe bỏ thôi nè. Thôi thôi nha mẹ em đi. Cho bà nó lì xì mấy đứa. Năm trăm đi theo 500 đi, 100 đi theo 100 á, hồi điếm dễ. 3 triệu à. Đây, 500 theo 500. Đây là 3 triệu. 3 triệu đó. Rồi, đây. 600 ngàn. Ừ. Đây là tờ 200. Còn nữa. 50. Chúc 50 hay 50 đi con. Đây, mẹ giúp mẹ chơi cho con. 350. 400 ngàn. 450 nè. 50 cộng lại. Ừ. 100 ngàn. Ừ, 100 ngàn. 110 nữa. Đúng rồi. 2 4 6
trăm tư tính thêm trăm, tính thêm trăm đi, trăm đi. Ủa? Trăm với cái đít kìa. Đó, đi gớt kìa, gớt kìa. Đó, đó nè, nè, nè. Nghe giò mày nè. Nghe giò. Ừ. 600. 3 triệu. 3 triệu là chi? 3 triệu nè. 3 triệu rồi lại. Rồi. 3 triệu. 600. 3 triệu 600 nè. Đếm đụng triệu đi, đếm 600, đếm 400, đếm 1 triệu qua bên đây đi. 3 triệu 600. Ừ. Đếm 400 ngàn qua đây, đúng 1 triệu, 1 triệu thì biết liền gì. 400. 400 vào. 4 triệu. 4 triệu nè. Rồi, đếm lên là nhiêu. 3, 4, 5, 4 triệu rưỡi. 5. 1, 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 108. 200. 400 rưỡi. 200 nè, 47 thay vô. Đã được 20 có đủ. Này mới có 108 à, chứ 200 nó chẳng 200. 20 ha, 20 đủ à. 20 ngay ha. Ừ. Yeah. Rồi, 48 nè. 48. 48 đó. Nhiều đó. 90 ngàn. Này nữa. Còn 100 ngàn luôn. 101. Vậy là 2 triệu 9. 4 triệu 9. 4 triệu 9. Mấy 90 ngàn đây nữa nè. Rồi 4 triệu 9. Lấy 90 nữa. Kệ cầm rồi. Rồi 5 triệu. 5 triệu bạc. Chẳng không. Rồi 5 triệu. Tết này mình trang. Tiền bự cái nhau. Rồi. Nói gì coi, nói gì coi. Tết này sao? Tết này rất là vui. Đại sĩ rất là nhiều, mình rất là vui. Rồi tiền đi làm. Hay ít gì miễn có lấy lọc được rồi nha mọi người. Rồi tiền đi làm gì? Tiền để nhét nhét vô heo. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền cho ai xài? Cho con xe. Cho chị mỗi mấy kiện hai nữa. Rồi đem heo ra luôn. Rồi đem heo ra luôn. Có tiền luôn ấy. Đưa hai kênh hai này con. Có tiền luôn mày. Mấy chú đặt đi thôi. Có, ấy là tiền lẻ lấy ra đi đi chẳng vô. Tiền lẻ nhét vô heo cũng hưởng đi. Ừ. Rồi xem mấy kiện gì. Ồ, con. Nói đi. À, con heo mình đang đói bụng nhưng mà nhét vô cho nó ăn này. Chết, con có quay mì. Mà mì, con cho ngài nó ăn. Thấy vừa không? Heo cũng lồ luôn, nhét ra cái. Mấy cái cày. Mình mất con heo kìa. Đi ra cái hửng. Chim ụng nhân. Mấy cái nhà nhà. Heo của tao cũng nhà nó đi. Không. Xích xích đi cho nó ngồi cái bên đó, qua cho quay cái. Quên đây. Chị ngồi gọi nó đó. À. Dạ, cứ cho nhu nha mấy bạn. Ừ. Chúc Tết nhà nhà mấy bạn. Qua Tết rồi. Mọi người nhớ được xèo mình nha mọi người. Mấy bạn người chị cho mình á. Ăn Tết hơn cái năm luôn. 5 triệu xài rồi, 5 triệu xài đá luôn. 5 triệu xài 5 chứ nhiêu. Thằng này làm sao biết luôn. Tiền nữa ta. Dành đóng tiền học được rồi con. Tiền học gì? Heo này chắc nửa bình nữa đó mà. Nửa bình xanh. Căng nhìn lộn. 200 ngàn cuốn 2 còn nhiêu là 20 ngàn này thôi. Trời ơi. Quay lại cho cha. Nhớ rồi con. Nhớ rồi. Tiền này đưa cho. Tiền đưa cho 2 còn như nè. Ừ. Ừ, nè. Đó. Đưa tiền lấy cho nó nè. Nè. Ừ. Nè, nó hết lên nè. Nè. Đó. Cái này ngửi nè. Nè. Lộn nữa. Rồi, còn nhiêu hết nữa với mày nè. Rồi xếp vô cho ngay. Đưa cơ hội. Cho hết luôn đó. Mà con chắc. Con nhát tờ lớn lớn nó thiệt. Tờ lớn lớn, 50 lớn rồi. Dạ, có 200 ngàn nha mấy bạn. Có 200 ngàn. Ừ. Trời ơi, cái cui mà. Mày có 50 ngàn nha mọi người. Có 50. Cái này có 50 ngàn à. Nghe mà cũng có 50 ngàn người. Cũng có cái con mình ghẻ ra nè. Ghẻ cái đầu mày. Ghẻ tiền ra có gì ở đâu. Mày ơi, còn đau. Mình có 100 ngàn nữa nha mấy bạn. Dạ, nếu mua heo 300 nhé, 500 riêng đi. Thôi, 3 triệu cho chị bút ba mua gạo cho. Chú con ơi. Nghe con lo luôn á trời.
kem chưa ngon rồi. Không à, cái xì này có một gì còn. Thôi mẹ ơi, nói tao xì mày muốn quà mày không đưa tiền lên. Tiền tao lấy hết chưa. Nói tao mua mày món quà. Ok. Đây luôn đi. Rồi, kỹ càng luôn. Sao kỹ càng rồi. 100 ngàn bên thử nữa kìa. Đâu? 100 ngàn lấy con 2. Đưa này đi con. Nãy giờ cha này đi. Không, vậy. Rồi đi nhắc đi mày. Lấy thôi đi, rồi nhắc đi. Thôi. Thì cũng mua con cũng quay đâu mà. Nó là áo bóng rồi con. Thôi, thôi con heo đừng có đủ. Nó không heo thì tiền lớn, nhắc vô đây thì con heo thì chắc heo này. Thì đưa heo qua cho nó nhét đi, đưa heo con qua cho nó nhét. À, có thật, nhét con heo bên hai kìa. Không, con không biết nhét đâu. Mẹ con heo con. Chết mẹ nó nhét luôn rồi. Em buồn mà. Ờ, nhỏ nhét lẹ ghê. Gì kia chứ em mua rồi. Nó làm nhét như đạn á. Nó... Trời, cái con lỗ bự kìa. Ừ. Chị cái lỗ xéo mà. Mẹ này nó luôn nhỏ luôn. Nhét lẹ rồi hơn gì đó. Nó làm mau. Mẹ, mẹ, heo này hay cứng thôi, nhét tiền vô được. Chưa, tôi lấy đèn coi em. Mời dạy. Nhiều chưa? Con heo, em chứng ngon rồi. Đồ đây đúng rồi, đây. Đi em sắp đầy không? Nuôi heo nữa, heo bự nữa. Heo bự luôn, 300 ngàn. Con gáo mày ơi, mày xạo. Nó mua heo 300 ngàn. Mày xạo mày ơi, mày ế. Mày ế mày, mày ế đi. Ê quá mày ơi, mày xạo mày xạo. Trời ơi, còn mấy chục ngàn. Ý con, làm nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Em làm mấy người. Mày có nhiêu gì trời, hay ghê. Tiền không thiếu. Tôi kêu nghèo nè. Ở đây thì nhắc đó. Nó heo đầy luôn chị. Trời ơi, nó kêu nghèo. Trời. Cởi nhét đi mày. Mua tao với heo mẹ. Ai heo mẹ. Mấy mẹ mày cứ mấy cái. Lấy mẹ chục nữa, tính 60. Con lấy nó 200 xuống sáng 60 luôn. Trời ơi, nó sẽ bỏ luôn nha. Nó kìa. Nhét heo con, nhét heo đi, còn tiền nhét đi. Con lấy 50 con, 70 rồi đó, nhét 70 ngàn rồi đó. Nghe ngủ quen đi nha. Cô lại rồi mấy ơi. Heo lại rồi. Còn nha, còn ba củ nữa. Còn ba củ nữa. Tụi con ấy sắp đầy. Trông chưa con? Chưa. Dạ em lại rồi. Đâu? Tập cái xong. Rồi. Bò con. Tập về tử. Chơi nhà. Xong chưa? Rồi. Nói chuyện đi. Mẹ ơi. Ngày ký con nha, mẹ bye bye.